Cô sở hữu chiều cao 1m73, nặng 50kg và các số đo hấp dẫn 85, 60, 90. Cô bước chân vào làng thời trang năm 16 tuổi, xuất phát từ lý do phải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuổi trẻ và sắc đẹp đã khiến cô rất thuận lợi trong việc tìm một chỗ đứng trong sự nghiệp của mình cô mau chóng trở nên nổi tiếng sau 2 năm nỗ lực. Hiện tại Ngọc Quyên là một trong những gương mặt người mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt. Siêu mẫu Ngọc Quyên đầu năm 2011, cô đã tung ra bộ ảnh nút nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, nhưng đã gây sốc mạnh với khán giả đã có một thời gian cô bị stress nặng và sống thu mình lại trước dư luận và truyền thông. Thời trang tham gia vào lĩnh vực thời trang khi mới 16 tuổi nhưng hai năm sau đó cô đã trở thành một trong những người mẫu sáng giá trên sàn diễn thời trang Việt bởi thân hình chuẩn và gương mặt xinh xắn. Cô được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang tại nước ngoài như London. Malaysia, Bắc Kinh, cô xuất hiện thường xuyên trong các chương trình lớn như Duyên dáng Việt Nam, Thời trang cuộc sống, Phong cách trẻ, Phong cách và cuộc sống giải thưởng giải hoa khôi thời trang 2004 người mẫu được yêu thích. Nhất 2006 người mẫu phong cách ấn tượng nhất 2008. Người mẫu tài năng của giải thưởng người mẫu Việt Nam 2008. Top 5 người mẫu của năm 2012, người mẫu dễ thương. Thân thiện nhất 2012, top 4 bước nhảy hoàn vũ 2013, giải thưởng cặp đôi được yêu thích nhất bước nhảy hoàn vũ 2013 giải thưởng, cặp đôi ấn tượng nhất, bước nhảy hoàn vũ 2013.